Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2024. Cửa hàng chúng em xin lên sóng cho anh em một lô máy cắt cỏ. Cửa hàng chúng em đang thanh lý anh em nhé. Hôm nay có 3 con máy cắt cỏ giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Đánh dấu ký tự là lô chữ E, E1, E2, E3 anh em nhé. Anh em ưng con nào thì chỉ cần đọc cho em cái mã như thế thôi. Ví dụ anh muốn chốt con E1 chẳng hạn này, hoặc là anh muốn chốt con E2 chẳng hạn này, hoặc là anh muốn chốt con E3 chẳng hạn thì em sẽ biết để đóng hàng gửi đi cho anh em nhé. Đấy, và video ngày hôm nay cửa hàng chúng em đã thanh lý rồi nhá, nhưng mà vẫn bao ship cho anh em tới tận nhà cho anh em luôn. Anh em đặt một trong ba con này hoàn toàn được bao ship anh em nhé. Đấy, đầu tiên con E1 đang bán 850.000, E2 1.6, E3 2.2. Đấy, anh em hôm nay là có sử dụng gia đình này. Nếu mà anh em muốn sử dụng gia đình thì anh em lựa cho em cái con E1 này. Đấy, giả sử về sử dụng gia đình phát dao nhá. Còn nếu mà anh em nào mà muốn phát cước to khỏe, đấy, về xài chuyên nghiệp hoặc đi làm thuê, làm mướn, phát rẫy, phát khoán đấy ạ, thì anh em hãy lựa cho em con E2 và con E3 này. Hai con này là phát cước được luôn anh em nha. Hai con này nòng to khỏe đấy ạ, nòng 36 ly và nòng 40 ly để cho anh em chuyên phát cước. Thì riêng con E2 và con E3 thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm cái ổ cước vào về nếu anh em đặt hai con này. Còn con E1 thì sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao, một dây đeo. Đấy, và bao ship tới tận nhà cho anh em nha. Còn con E2 sẽ được tặng kèm 5 món phụ kiện. E2 và E3 sẽ được tặng kèm 5 món phụ kiện là một con dao này, một ổ phát cước này, một chắn cỏ này, một dây đeo và một bộ đồ nghề. Đấy là con E2 và E3. Đấy, sẽ được tặng kèm 5 món phụ kiện và bao ship với tận nhà cho anh em nha. Rồi. Rồi, đầu tiên là con E1, hai con này là 850.000, hàng thương hiệu của Nhật Bản, Hitachi. Hitachi, hàng của Nhật anh em nha. Đấy, con này thì về để cho anh em nhu cầu sử dụng ít làm cắt, nói chung là cắt cỏ gia đình thôi. Đấy, cần một chiếc máy cắt cỏ nhỏ nhẹ, phụ nữ cũng có thể đeo được thì con này cực kỳ hợp lý nha. Cân nặng con này thì em nghĩ chắc chỉ tầm khoảng 3-4 kg thôi. Không nặng nề gì anh em nha. Đấy, tay ga nguyên zin của nó luôn này, tay ga đẩy. Đó, hệ tay ga đẩy nha. Công tác thì ở phần trên này, chữ Y là nổ, chữ O là tắt. Đấy, anh em phải để ý giúp cả hàng chúng em nha. Bật qua chữ O thì không nổ được đâu ạ. Anh em phải gạt qua chữ Y thì nó mới nổ được anh em nhé. Đây, và đây dây đeo chắn cỏ của nó thì sẵn ở đây rồi anh em nhé. Đây, đầu bò nguyên zin của nó hết này. Anh em nhìn thấy chưa? Rồi, anh em lấy con E1 sẽ được tặng kèm cho anh em một thêm một con dao và một cái dây đeo. 850.000 bao ship với tận nhà cho anh em luôn. Riêng phần máy thì bao nguyên zin nguyên bản nha. Con này là 22cc. 22cc và nòng của con này nó là 32mm anh em nhé. Tình trạng máy thì cũng khá là đẹp và mới luôn anh em. Anh em nhìn phần bô này, cái này thì nó bị gãy một tí. Đó, nó không ảnh hưởng gì cả. Còn bình xăng đồ linh tinh này, hàng này hàng Nhật nhập bãi về anh em nhá, hàng của Nhật đấy ạ. Rồi, giật cắt đồ cho anh em nghe qua. Đó. Dây giật này anh em nhìn dây giật này, còn trắng phau luôn anh em nhá. Anh em thấy không? Rất là êm ái đúng không anh em? Hàng rẻ nhưng mà xài cực kỳ ngon nha. Làm gì đâu? Rồi, 850.000 bao ship với tận nhà cho anh em. Và nếu mà anh em nào mà về để phát thuê, phát mướn hoặc là muốn to khỏe để phát cước đây thì con E2, con này thì hàng Fukiwa và dòng này nó là hàng máy mới anh em nha, hàng máy mới luôn. Tum là hệ tum rời, anh em có thể tháo cái phần đầu máy ra để chế cháo rất là nhiều thứ này, máy bơm nước, máy rửa xe hoặc là máy phát điện đủ linh tinh được nha. Cái phần cần và phần cục máy có thể tháo rời được luôn. Đây, cùng cần của nó đây, 4 chân ốc này. Đấy, Fukiwa FVK330, hàng này nó là hàng của Việt Nam mình lắp ráp và sản xuất anh em nhá. Đấy, con này thì được lắp ráp tại Bắc Ninh này anh em. Đấy, gia công và cơ khí lắp ráp ở Bắc Ninh anh em nhá. Rồi, và con này nòng của nó là 36mm, công suất 33cc, chân chống sắt luôn. Chụp giật to, côn to để cho anh em về sử dụng thì quá là to khỏe luôn này. Ai, phần cùm của nó này anh em, cùm chất lượng không? Anh em nhìn cái dòng này là hàng chất lượng cao luôn đấy ạ. Tay ga hệ tay ga bộ nha, chữ O là tát này, chữ Y là nổ này. Đấy, đầu bò của nó đây anh em, đầu bò hàng chuẩn, quá đẹp đúng không anh em?
hàng này không phải hàng lăn tăn đâu ạ, rất là khó hỏng với cái đầu bò này nhá. Đấy, hàng này là hàng siêu cấp VIP Pro luôn, nhưng mà em nhập được cái giá cực kỳ ưu đãi tại ở bên xưởng sản xuất luôn, nên là được cái giá cực kỳ rẻ cho anh em nhá. Chứ nếu mà con này mà anh em mua ở tại ngoài cửa hàng ở chỗ anh em bán ấy, thì em đảm cam kết cho anh em không bao giờ giá dưới 2,5 triệu luôn. Đấy, nhưng mà cái này em nhập tại trực tiếp tại xưởng sản xuất về luôn, nên là được cái giá thành nó rẻ, nên bán cho anh em cực kỳ rẻ nha. Tem mác hầu như chuẩn chỉ, hàng siêu cấp VIP Pro nhá. Rồi giật cho anh em nghe qua. Con này được tặng kèm 5 món phụ kiện kèm theo nhá. Ok. Đấy, hàng ngủ ngon lành nhá. Về anh em sử dụng gia đình hoặc là cắt làm vườn nhà đồ linh tinh thôi, xài con này cực kỳ bền luôn anh em nhá. Vâng, và nếu mà anh em nào mà phải thuê phát mướn phát khoán này thì anh em hôm nay lên sóng cho anh em một con 541. Đấy, công suất cực kỳ to khỏe nha, công suất 41cc, nòng 40mm. Tum là hệ tum rời, tháo rắp rất là dễ dàng. Cần nó rời riêng ra, cục máy cũng rời riêng ra. Đây, tay ga, hệ tay ga bộ đây này. Công tác gạt lên là tắt, gạt xuống là nổ này. Đó, này nó cứ chữ stop, gạt lên. Đó, anh nhìn thấy không? À, cũng chất lượng cao luôn nha. Chân chống hay chân chống sắt này. Mã vạch của nó đầy đủ, dập lốc luôn nha. Con này đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực. Chụp giật trợ lực, và dòng này nó là hàng máy mới anh em nha. Hàng máy mới Hukama 541 này, công suất 1,5 kW. Hàng quá đẹp đúng không anh em? Nhìn không? Chất lượng không anh em? Đấy, anh em về xài con này thì nếu mà anh em đi phát thuê phát mướn phát khóa thì em nghĩ chắc chỉ phát được một tuần là lời dư được cây máy luôn đấy ạ. Đầu bò của nó đây, đầu bò to dày dặn nha. Đấy, hàng chất lượng cao luôn. 2,2 triệu con này bao ship cho anh em nhá, và tặng kèm cho anh em 5 món phụ kiện, có kèm theo ổ cước đầy đủ cho anh em về, anh em chỉ việc xài thôi. Rồi ra test thử cho anh em nghe qua con này. Con này ấy, nó là cái hệ máy nòng to, nên là nó sẽ thiết kế cái trục giật trợ lực vào đây để cho anh em giúp giật vận hành cây máy, cũng như là giật nổ cây máy đây được nhẹ nhàng anh em nha. Lọc gió con này là lọc gió giấy 2 lớp luôn anh em nhá. Hệ lọc gió giấy 2 lớp luôn, giống y hệt Humana 541 luôn anh em nha. Vâng, anh em là ưng một trong ba con này thì có thể báo cho em để đặt hàng. Số điện thoại là 0354392929, số đó em có sử dụng Zalo luôn. Số điện thoại thì em đã để dưới màn hình rồi anh em nha. Anh em chỉ cần liên hệ số đó thì em sẽ đặt hàng thì sẽ ok luôn anh em nhé. Để lại thông tin địa chỉ em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. E1, E2, E3 ưng con nào thì đọc cho em cái mã như thế là được. Xin chào toàn thể anh em.